Đông Mạnh xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn đồng hành cùng tạp chí Kinh tế Phú Hiến tuần này. Thưa quý vị, cùng với hàng loạt chính sách kinh tế vĩ mô như cắt giảm thủ tục hành chính, giảm lãi suất ngân hàng, gia hạn nợ vay, miễn giảm thuế, gia hạn thuế, giảm 2% thuế VAT để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp giảm bớt khó khăn sau đại dịch COVID-19, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, thì việc được hoàn nhanh khoản thuế giá trị gia tăng của Cục Thuế Hưng Yên đã giúp nhiều doanh nghiệp trụ vững và phát triển ổn định trong thời gian qua. Nội dung này sẽ có trong tiểu mục Chuyện từ Phú Hiến. Trước tiên, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật các tin tức tài chính thị trường. Theo đề án phát triển tổng thể kinh tế xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng bãi bình quân 5 năm đạt 7-8%, giá trị thu được từ 1 hectare đất canh tác đạt trên 250 triệu đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo vùng bãi đạt 71%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% vào cuối năm 2025, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt 100%, phát triển một số khu đô thị mới, đô thị sinh thái, nhà ở cao cấp, trung tâm thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao cao cấp gắn với phát triển dịch vụ, du lịch, vui chơi. Phát triển 3 tuyến du lịch văn hóa, lịch sử gồm quần thể di tích Phú Hiến, đền Đa Hòa, xã Bình Minh, đền Hóa, xã Dạ Trạch, lễ hội chùa Đồng Tử Tiên Dung, địa điểm cây đa và đền La Tiến, đền Tống Chân Cúc Hoa. Mở rộng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử gắn với du lịch tham quan trải nghiệm sinh thái, trang trại nông nghiệp nông thôn, vui chơi giải trí, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 129 KHUBND nhằm thực hiện kết luận số 223 KLTU ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ phấn đấu nâng cao vị trí xếp hạng PCI trong top dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt, điểm số PCI tăng từ 2,5 điểm đến 3,5 so với năm 2022. Cụ thể, Hưng Yên sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ vào 7 chỉ số thành phần có trọng số lớn trong chỉ số PCI, gồm chi phí không chính thức 15%, tính năng động của chính quyền tỉnh 15%, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 15%, tiếp cận đất đai 10%, cạnh tranh bình đẳng 10%, đào tạo lao động 10%, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự 10%. Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ 23 tháng 8. Biểu lãi suất huy động mới giảm từ 0,3 tới 0,5% ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất huy động cao nhất chỉ còn 5,8% trên năm thay vì mức 6,3% trên năm như trước đó, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Lãi suất kỳ hạn 1 và 3 tháng cũng giảm 0,3% trên năm xuống mức 3% trên năm và 3,8% trên năm, kỳ hạn 6 tháng còn 4,7% trên năm. Đợt điều chỉnh lãi suất huy động lần này nhằm tạo điều kiện giúp các ngân hàng giảm thêm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế. Sau 4 lần liên tục điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện giảm tối thiểu từ 1,5 tới 2% lãi suất cho vay. Yêu cầu này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã được tiếp cận với nguồn vốn mới, dễ thở hơn trước và hoạt động kinh doanh cũng bớt áp lực hơn. Hiện lãi suất cho vay bình quân đã về ngưỡng 8% trên năm, tức giảm 3% so với cuối năm 2022. Việc hạ lãi suất cho vay kết hợp với đẩy mạnh và kích thích cho vay mà các tổ chức tín dụng đang triển khai sẽ giúp nguồn vốn được đưa vào lưu thông, từ đó sản xuất cũng được kích thích hơn, gia tăng sản lượng và tạo thêm các cơ hội việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hiện nay. Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may 7 tháng chỉ đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 15% so với cùng kỳ. Tổng cầu thế giới sụt giảm, sự cạnh tranh để có đơn hàng ngày càng quyết liệt nên buộc nhiều doanh nghiệp phải xoay sở để có đơn hàng. Do đó, Bộ Công Thương định hướng các doanh nghiệp dệt may dịch chuyển nhận những đơn hàng yêu cầu tiêu chí xanh, chuyển đổi nhà máy theo tiêu chuẩn LEED để có đơn hàng. Theo Bộ Công Thương, tận dụng lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do là một giải pháp hợp lý trong bối cảnh hiện nay, vì thuế suất xuất khẩu hàng dệt may sang EU đang bình quân là 9,6% sẽ giảm dần về 0%. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản góp ý về dự thảo quyết định thay thế quyết định 24/2017/QĐ-TTG của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu chi phí đầu vào giảm 1%. EVN cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần
nếu chi phí đầu vào tăng 3% trở lên. Theo quy định mới, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đến các chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất và tổng sản phẩm quốc nội. Thực hiện đề án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải, đặc sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu và xây dựng bản đồ phân bố nguồn gen nhãn của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý, bảo tồn và phát triển 45 nguồn gen nhãn để lưu giữ tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời cấp kinh phí cho Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh mua phân bón, vật tư để chăm sóc 1 hectare, bảo tồn, chuyển vị đối với 250 cây nhãn, xây dựng mô hình thâm canh nhãn với diện tích 2,5 hectare tại các xã Hồng Nam, Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tổ chức hỗ trợ trồng mới, ghép cải tạo các giống nhãn đặc sản với diện tích 65 ha. Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức bình tuyển và ra quyết định công nhận 51 cây nhãn đạt tiêu chuẩn cây đầu dòng, gồm 13 cây nhãn chín sớm, 30 cây nhãn chín vụ, 8 cây nhãn chín muộn. Đối với vườn cây ăn quả, qua đánh giá các chỉ tiêu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định công nhận 31 vườn cây đạt tiêu chuẩn vườn cây ăn quả đầu dòng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hàng loạt chính sách kinh tế vĩ mô như cắt giảm thủ tục hành chính, giảm lãi suất ngân hàng, gia hạn nợ vay, miễn giảm thuế, gia hạn thuế, giảm 2% thuế VAT để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp giảm bớt khó khăn sau đại dịch COVID-19, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, thì việc được hoàn nhanh khoản thuế giá trị gia tăng đã giúp nhiều doanh nghiệp trụ vững và phát triển ổn định trong thời gian qua. Công ty này đã đầu tư nhà xưởng và sản xuất ổn định trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoai Châu hơn chục năm nay. Với hơn 700 lao động sản xuất, 3 ca liên tục cung cấp các sản phẩm là máng nhựa, ống nhựa giá đỡ và dây thít phụ tùng ô tô cho khách hàng Nhật Bản. Nhờ quản lý chặt chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của khách hàng, cung cấp hàng hóa đúng thời gian hợp đồng. Nhờ thế, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty vẫn sản xuất bình thường, đảm bảo đủ việc làm cho lao động với mức thu nhập từ 10 đến 14 triệu đồng một người trên tháng. Số tiền đóng nộp vào ngân sách nhà nước của tỉnh năm sau cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng năm 2022, công ty đã nộp ngân sách tỉnh hơn 28 tỷ đồng. Để có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của công ty, thì sự hỗ trợ của tỉnh, của các sở ngành liên quan, đặc biệt là của Cục Thuế Hưng Yên, trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xuất khẩu. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp đã được hoàn gần 20 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Số tiền này đã giúp doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh. Được cơ quan thuế kịp thời hoàn thuế cho doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi đã có rất là nhiều các cái tiền để kịp thời chu chuyển các cái hoạt động trong doanh nghiệp, gọi gần như là giống như là được nạp xăng khi mà cần xăng để tiêu hao cho các cái dịch vụ hoạt động ở trong công ty. Sau 11 năm đầu tư sản xuất tại khu công nghiệp Thăng Long 2, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu sản phẩm tiêu thụ trong nước, mà các sản phẩm đồ điện dân dụng của công ty đã xuất khẩu tới các thị trường trên thế giới, chiếm tới trên 40% sản lượng. Chính vì vậy, số thuế giá trị gia tăng được Cục Thuế Hưng Yên thực hiện thủ tục hoàn 6 tháng đầu năm cũng khá cao, gần 20 tỷ đồng. Trong lúc thế giới suy thoái kinh tế, sức tiêu dùng giảm, thì phần tiền được hoàn thuế nhanh đã tạo thêm nguồn lực để công ty tái sản xuất. Vừa qua thì Cục Thuế Hưng Yên đã hỗ trợ doanh nghiệp tôi rất là nhiệt tình và công ty tôi thì cũng đã hoàn thuế rất là lớn với số thuế lên đến hàng trăm tỷ. Và cán bộ Cục Thuế cũng chỉ bảo hướng dẫn tận tình và chu đáo và chúng tôi cũng hoàn thuế được rất là nhanh và thuận tiện. Thì nhờ đó mà cái vốn hoàn thuế đó đã được quay vòng trong doanh nghiệp chúng tôi và đảm bảo được hoạt động kinh doanh được suôn sẻ. Vì giai đoạn này thì công ty chúng tôi với thị trường bán hàng cũng có phần giảm sút. Cho nên là cái việc hoàn thuế đấy cũng rất là tốt và tăng vốn để chúng tôi có thể mở rộng hoặc và mua nguyên vật liệu được kịp thời ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Tre xuất khẩu Phú Minh Hưng Yên đóng tại khu công nghiệp Phú Nuôi B có hơn 200 lao động. Từ các nguyên liệu như mây tre, cọng lá bèo tây, với bàn tay khéo léo của những công nhân lành nghề đã biến thành các sản phẩm đẹp thân thiện môi trường, xuất khẩu 100%. Là ngành sản xuất mây tre đan xuất khẩu nên việc được hoàn thuế để tái sản xuất đối với công ty rất quan trọng. Đối với tiền hoàn thuế đối với doanh nghiệp rất quan trọng.
bởi vì nó là một cái nguồn tiền để mà chúng tôi thu mua sản phẩm và xuất khẩu đi. Cụ thể như là năm ngoái thì chúng tôi cũng được hoàn thuế là đến trên 16 tỷ đồng. Và trong cái 6 tháng năm nay thì cũng đã gần 7 tỷ đồng được hoàn thuế. Và với chúng tôi hầu hết là xuất chủ yếu đi Mỹ, đi Nhật. Có thể thấy thời gian qua, Cục Thuế Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời để người nộp thuế được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ về thuế của chính phủ, nhất là thực hiện nhanh việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp đủ điều kiện được hoàn, giúp doanh nghiệp bớt phần khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và có thu nộp ngân sách cho địa phương. Theo số liệu của Cục Thuế Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, Cục Thuế đã thực hiện thủ tục hoàn 1.440 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp. Đây là số tiền quan trọng để các doanh nghiệp tái quay vòng sản xuất kinh doanh. Theo đó, Cục Thuế Hưng Yên đã ban hành 206 quyết định hoàn thuế, trong đó hoàn trước 192 hồ sơ, kiểm tra trước 14 hồ sơ, tăng 3 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước. Số thuế đã hoàn là 1.440 tỷ đồng, bằng 99,34% và giảm 9,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu 195 hồ sơ, số tiền hoàn 1.380 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đầu tư 8 hồ sơ, số tiền hoàn 57 tỷ đồng, giảm 49,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp khác có 3 hồ sơ, số tiền hoàn 3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế chưa phát hiện doanh nghiệp nào lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật để mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Tuy nhiên, dựa trên các quy định của luật thuế, các văn bản chỉ đạo của Tổng Cục Thuế và các văn bản phối hợp ra soát doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không hợp pháp của cơ quan công an. Cơ quan thuế các tỉnh thành, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã và đang tăng cường công tác kiểm tra ra soát, thông báo đến tất cả các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp thuộc đối tượng rủi ro cao để đối chiếu, giải trình và xử lý theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của các cấp thẩm quyền về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, nhưng cũng phải kiểm soát chặt chẽ để mạnh chống gian lận hoàn thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách liên quan đến hoàn thuế về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế để doanh nghiệp chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ, tránh việc hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ thủ tục khi gửi đến cơ quan thuế, dẫn đến việc doanh nghiệp phải nộp hồ sơ nhiều lần. Tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng của Cục Thuế đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế, đồng thời tổ chức giám sát việc xử lý hồ sơ phải thực hiện đầy đủ chặt chẽ các bước giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định tại quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo quyết định số 679 QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Tổng Cục Thuế. Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện hoàn thì khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp đảm bảo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng chưa đủ điều kiện hoàn thuế hoặc không được hoàn thuế, Cục Thuế ban hành thông báo cho doanh nghiệp biết lý do không được hoàn thuế theo đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật về thuế hóa đơn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cảnh báo các hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không hợp pháp trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự đồng hành tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.